Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ca nội soi dạ dày cho bệnh nhân với cái kỹ thuật nội soi ống mềm có gây mê. Xin mời tiến sĩ bác sĩ Mai Thị Hội và các bác sĩ. Đây là bệnh nhân nam 37 tuổi, có hai lần tiền sử chảy máu dạ dày. Soi kiểm tra lại. Anh chị thấy cái niêm mạc vùng thân phình vị nó sung huyết hết. Đây là vùng hang vị viêm sung huyết này. Hành tá tràng biến tạng, hành tá tràng đây có những cái viêm nông. Đây là cái hành tá tràng biến dạng hình con nhép đây, môn vị mở hoàn toàn. Đây là hình ảnh bờ cong nhỏ. Chúng tôi lấy một mảnh để chúng tôi thử xem có vi khuẩn HP để điều trị cho bệnh nhân. Có một tí viêm tăng sản. Bác sĩ gây mê mà gây mê tốt thì rút ống ra bệnh nhân đã tỉnh ngay. Rất là nhanh đúng không ạ? Với cái ca nội soi này thì bác sĩ đánh giá như thế nào ạ? Bệnh nhân này là có cái loét thành tá tràng và cái vùng thân phình vị là sung huyết rất nhiều. Anh này mà hiện nay là hai lần chảy máu rồi nhưng điều trị vừa rồi là vẫn chưa hết loét. Cho nên là phải xem lại cái phác đồ điều trị của anh ấy. Xem lại có vi khuẩn Helicobacter không? Để điều trị triệt để cái vi khuẩn là một, cái thứ hai nữa phải điều trị loét. Một tháng sau phải kiểm tra lại. Nếu như cái phác đồ đấy chưa phù hợp, phải thay đổi phác đồ khác để điều trị triệt để cái loét. Trong quá trình vừa rồi thì chúng tôi có theo dõi thấy bác sĩ có dùng một cái thiết bị để gắp một cái phần ở trong cái dạ dày đúng không ạ? Và lấy ra ngoài thì cái việc đó thì vì sao phải thực hiện một cái kỹ thuật như vậy ạ? Cái đó là thử xem là có cái vi khuẩn HP không để mình điều trị kháng sinh. Cái thứ hai nữa là cái polyp mà tăng sản ở thực quản thì mình cũng nên lấy, bởi vì những cái đấy đó sau này có thể nó phát triển thành những cái không tốt cho bệnh nhân. Vâng, và trước đây thì rất nhiều người người ta sợ nội soi dạ dày. Tuy nhiên thì ngày hôm nay khi mà chúng tôi chứng kiến bác sĩ Mai Thị Hội cùng với ekip của mình thực hiện nội soi dạ dày cho một bệnh nhân vừa rồi thì ngay kể cả bản thân tôi và chắc chắn nhiều người theo dõi cũng sẽ cảm thấy là không còn sợ hãi, không còn lo lắng bởi vì là những cái khó khăn hoặc những đau đớn khi mà nội soi dạ dày nữa. Lúc này thì cái người được nội soi cũng đã tỉnh táo và chúng ta sẽ cùng chờ một ít phút nữa để có thể trò chuyện với anh khi mà anh đã bình phục hẳn. Rất là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Mai Thị Hội và ekip đã cho chúng tôi được chứng kiến một cái quá trình nội soi vừa rồi. Xin được cảm ơn ạ.